Xin chào đón quý khán thính giả đến với chương trình tin tổng hợp cuối tuần của Sài Gòn TV. Sau đây xin mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi các bản tin chính. Tổng thư ký của NATO là ông Jens Stoltenberg đã yêu cầu Nga phải chứng minh về việc họ tuân thủ hiệp ước về giảm trừ vũ khí nguyên tử có từ thời chiến tranh lạnh. Hỏa Thịnh Đốn từ gần 2 năm qua vẫn phàn nàn rằng một hệ thống hỏa tiễn mặt đất đã được Nga thiết lập đã vi phạm vào hiệp ước về các lực lượng nguyên tử tầm trung, tức là hiệp ước INF. Các bộ trưởng quốc phòng của NATO sẽ thảo luận về vấn đề này ở trong cuộc họp 2 ngày diễn ra ở tại Brussels của Bỉ Quốc. Sau tuyên bố của hội nghị thượng đỉnh NATO hồi tháng 7 vừa rồi, nói rằng hệ thống hỏa tiễn 9M729 của Nga đã gây ra những mối lo ngại nghiêm trọng. Ông Stoltenberg cho biết, hiệp định được ký vào năm 87 giữa Tổng thống Ronald Reagan và nhà lãnh đạo Liên Xô thời đó là Mikhail Gorbachev vẫn là nền tảng của an ninh Âu Châu. Ông nói thêm là NATO rất nghiêm túc ở trong các vấn đề gây quan ngại trên và kêu gọi Nga hãy tuân thủ hiệp ước INF. Các nhà lãnh đạo của NATO đã nêu mối lo ngại về hệ thống hỏa tiễn 9M729 của Nga và thúc giục Mark Tuchel hãy đối thoại để bảo đảm tương lai của hiệp ước này, vốn đã bãi bỏ toàn bộ các loại hỏa tiễn có tầm bắn từ 500 cho đến 5.500 cây số. INF đã chấm dứt cuộc chạy đua vũ trang trong thập niên 80 và khởi đầu bởi việc Liên Xô bố trí hỏa tiễn nguyên tử S-20 nhắm vào các thủ đô của Tây Âu. Mặc Tư Khoa đã nhiều lần nhấn mạnh rằng họ không vi phạm hiệp ước, nhưng việc phủ nhận này không thuyết phục được các nước Tây Phương. Vào ngày 2 tháng 10, Bộ trưởng Ngân sách Pháp Jean Darmanin cho biết Pháp đang lên kế hoạch chuẩn bị cho trường hợp tồi tệ nhất của Brexit. Trong bối cảnh London đang phải trải qua các cuộc đàm phán căng thẳng với 27 quốc gia thành viên khác của Liên Âu, Bộ trưởng Darmanin cảnh báo nước Pháp phải chuẩn bị cho một Brexit cứng, đồng nghĩa với việc các bên không đạt được thỏa thuận nào cho vấn đề này. Dự trù vào tháng 11 tới, chính phủ Pháp sẽ trình lên quốc hội nước này một dự thảo luật được dựa trên kịch bản xảy ra một Brexit không có thỏa thuận. Một số nguồn tin cho biết, Bộ trưởng các vấn đề châu Âu của Pháp là Nathalie Loiseau sẽ đưa dự luật này ra trước nội các trong ngày 3 tháng 10. Theo đó, thì dự luật này sẽ giải quyết các vấn đề pháp lý và hành chính mà tình huống Brexit cứng sẽ gây ra, bao gồm số phận của những người Pháp đang sống ở Anh và ngược lại là người Anh đang sống tại Pháp. Bộ trưởng Darmanin, người cũng chịu trách nhiệm về vấn đề hải quan cho biết, một Brexit không thỏa thuận sẽ là vấn đề đối với cả Liên Âu và Pháp vì số lượng giao dịch mà các nước này thực hiện với Vương quốc Anh thông qua các cảng và qua đường hầm eo biển Măng là rất lớn. Chính phủ Pháp cũng đang xem xét khả năng thiết lập các khu vực hải quan đặc biệt cho xe tải gần Calais để tránh kẹt xe tại cảng hoặc lối vào đường hầm. Trong khi đó, Ngoại trưởng Đức và Hoa Kỳ thống nhất về vấn đề Syria. Ngoại trưởng Đức Heiko Maas cho biết Đức và Mỹ đã thống nhất về sự cần thiết phải ngăn chặn việc sử dụng vũ khí hóa học ở Syria. Tuyên bố được đưa ra sau khi ông Heiko Maas có cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tại thủ đô Washington vào ngày 3 tháng 10. Ngoại trưởng Đức Heiko Maas cho biết nội dung cuộc gặp bao gồm thảo luận tình hình Syria. Qua đó, hai bên đều thống nhất cần gia tăng sức ép để đạt được một giải pháp chính trị, cũng như tiến hành việc viết lại hiến pháp Syria sớm nhất có thể. Phía Đức cam kết hỗ trợ Mỹ mạnh mẽ hơn nữa trong vấn đề Syria, bao gồm trợ giúp nhân đạo và bảo đảm rằng vũ khí hóa học sẽ không được sử dụng ở Syria. Cũng theo Ngoại trưởng Heiko Maas, Đức và Mỹ đã nhất trí về sự cần thiết của việc cắt giảm các hoạt động của Iran trong khu vực, cũng như chương trình hỏa tiễn đạn đạo của nước này. Tuy nhiên, Đức và Mỹ vẫn còn bất đồng về quyết định của Mỹ rút khỏi thỏa thuận nguyên tử với Iran ký kết vào năm 2015. Thụy Sĩ vẫn còn đang nằm ở trong danh sách xám các quốc gia và vùng lãnh thổ áp dụng tiêu chuẩn minh bạch thuế ở mức thấp. Tuy nhiên, đầu năm tới thì nước này thậm chí có thể sẽ bị liệt vào trong danh sách đen các thiên đường trốn thuế do Liên minh Âu Châu lập ra. Trong cuộc họp mới đây ở Luxembourg, các bộ trưởng tài chính của Liên Âu đã đồng ý tiếp tục giữ tên Thụy Sĩ ở trong danh sách xám nói trên. Lý do là sau thời hạn một năm để thực hiện những điều chỉnh ở trong chính sách thuế, thì nước này vẫn không loại bỏ được 5 điều khoản thuế liên quan đến các doanh nghiệp, vốn đã bị Liên Âu chỉ trích theo đúng như cam kết mà Bern đã từng đưa ra hồi tháng 10 năm 2014. Trên thực tế, thì 5 điều khoản này đã được xem xét loại bỏ qua cuộc cải cách thuế của các doanh nghiệp lần thứ 3. Tuy nhiên, định hướng cải cách này đã vấp phải sự phản đối của người dân trong cuộc trưng cầu dân ý hồi tháng 2 năm 2017. Mới đây, thì Hội đồng Liên bang của Thụy Sĩ thông báo rằng Thụy Sĩ sẽ tiến hành trưng cầu dân ý về cải cách thuế sớm nhất vào ngày 19 tháng 5 năm tới.
Vào tháng 12 năm ngoái, thì Liên Âu đã liệt 17 quốc gia và vùng lãnh thổ vào trong danh sách đen của các thiên đường trốn thuế, trong khi 45 quốc gia và vùng lãnh thổ thì bị đưa vào danh sách xám sau khi nhận được nhiều thông tin tiết lộ về các kế hoạch trốn thuế lớn của nhiều công ty và các cá nhân giàu có. Giải Nobel Hóa học năm nay đã thuộc về hai nhà khoa học người Mỹ là Frances H. Arnold và George P. Smith, cùng với khoa học gia người Anh là Gregory Winter, với công trình nghiên cứu enzyme theo phương pháp tiến hóa có định hướng và thể thực khuẩn của sự kết hợp hai hay nhiều acid amin tạo thành chuỗi và kháng thể. Đây là giải thưởng thứ ba của mùa giải Nobel năm nay. Hồi năm ngoái, giải Nobel Hóa học 2017 đã được trao cho ba nhà khoa học là Jacques Dubochet người Thụy Sĩ, Joachim Frank người Mỹ và Richard Henderson người Anh nhờ phát triển kính hiển vi điện tử nghiệm lạnh để xác định cấu trúc phân tử có độ phân giải cao trong dung dịch. Tiếp sau giải Nobel Hóa học, giải Nobel Hòa bình và giải Nobel Kinh tế sẽ được công bố lần lượt vào ngày 5 tháng 10 và ngày 8 tháng 10 tới đây. Giải Nobel Văn học 2018 không được trao cho những bê bối liên quan đến Viện Hàn Lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển. Giải Nobel Văn học 2018 sẽ được trao vào năm sau, cùng Nobel Văn học 2019. Chủ nhân của các giải Nobel trong năm nay sẽ được trao giấy chứng nhận, huy chương vàng cùng phần thưởng tiền mặt. Lễ trao các giải Nobel Y học, Vật lý, Hóa học, Kinh tế sẽ được tổ chức vào đầu tháng 12 tới tại Stockholm. Riêng giải Nobel Hòa bình sẽ được Ủy ban Nobel của Na Uy công bố và trao thưởng tại thủ đô Oslo. Tổng thống Poon của Nga nói Hoa Kỳ không nên can thiệp thị trường dầu hỏa. Tại diễn đàn tuần lễ năng lượng Nga, Tổng thống Nga Vladimir Poon cho biết giá đã tăng lên do các lệnh cấm vận của Mỹ đối với một trong những nhà sản xuất hàng đầu của OPEC là Iran, và rằng sẽ tốt hơn nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump không can thiệp vào việc quản lý thị trường dầu mỏ. Theo Reuters, ông Poon tuyên bố Nga sẽ hài lòng với giá dầu ở mức 65 đến 75 Mỹ kim một thùng. Ngoài ra, Nga sẽ duy trì đối thoại với các nhà sản xuất dầu toàn cầu để giữ cho thị trường dầu cân bằng. Ông Poon cũng cho biết tại diễn đàn tuần lễ năng lượng Nga ở Moscow, chủ nghĩa thực dụng và trách nhiệm chung không có động lực chính trị là điều cần thiết tạo ra các điều kiện cho sự phát triển của ngành dầu mỏ. Tổng thống Hoa Kỳ trong một bài phát biểu tại Liên Hiệp Quốc hồi cuối tháng 9 đã nhắc lại lời kêu gọi của mình về tổ chức các nước xuất cảng dầu mỏ OPEC bơm thêm dầu và ngừng tăng giá. Chính quyền Tổng thống Trump đã quyết định rút ra khỏi hai thỏa thuận quốc tế sau một thời gian bị chính phủ Iran và Palestine đệ đơn kiện Hoa Kỳ lên Tòa án Công lý Quốc tế về những chính sách bị coi là thù địch của Hòa Thịnh Đốn đối với hai quốc gia này. Với việc là rút khỏi hiệp ước thân thiện, quan hệ kinh tế, quyền lãnh sự với Iran được ký vào năm 1955 và nghị định thư không bắt buộc về giải quyết tranh chấp theo Công ước Vienna về quan hệ ngoại giao năm 1961. Chính quyền Mỹ đã nối dài danh sách các hiệp ước thỏa thuận và tổ chức quốc tế kể từ ngày mà ông Donald Trump nắm quyền lãnh đạo đất nước. Phát biểu trước báo giới ở Tòa Bạch Ốc, Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ là ông John Bolton đã chỉ trích Tòa án Công lý Quốc tế, tức là Tòa án ICJ. Đây là tòa án cao cấp nhất của Liên Hiệp Quốc, khi cho rằng cơ quan này đã bị chính trị hóa và thiếu đi tính hiệu quả. Ông John Bolton cho biết, những diễn biến gần đây liên quan đến Palestine và Iran, Tổng thống Hoa Kỳ đã quyết định sẽ rút ra khỏi nghị định thư không bị bắt buộc về giải quyết tranh chấp của Công ước Vienna về quan hệ ngoại giao năm 61 và sẽ xem xét lại toàn bộ các thỏa thuận quốc tế vốn buộc nước này phải liên quan đến các quyết định mang tính ràng buộc của Tòa án Công lý Quốc tế. Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang xem xét lại cách hạn chế xuất cảng các công nghệ mà Trung Quốc có thể dùng để theo dõi và đàn áp người thiểu số Hồi giáo giữa các báo cáo về các trại tập trung khổng lồ giam nhốt người sắc tộc Uyghur ở Tân Cương. Trong thư gửi tới lãnh đạo một ủy ban ở Quốc hội, Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross nói, bộ này tham vấn cùng Bộ Ngoại giao và các cơ quan khác có thể loan báo những thay đổi về chính sách xuất cảng trong vài tuần tới. Việc xem xét này, theo lời ông Ross, bao gồm đánh giá xem liệu có nên bổ sung thêm tên của các cá nhân, doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bắt buộc phải có giấy phép đặc biệt mới mua được công nghệ Mỹ, hiệu đính lại chính sách cấp phép và cập nhật các công nghệ kiểm soát để bảo vệ nhân quyền. Nếu có bất kỳ một quyết định chế tài nào, thì đó sẽ là một hành động hiếm thấy của chính quyền Trump trừng phạt Trung Quốc trên cơ sở nhân quyền. Bộ Ngoại giao Mỹ tháng rồi đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về chiến dịch đàn áp tệ hại của Trung Quốc tại Tân Cương, giữa lúc các giới chức cân nhắc chế tài chống lại các công ty và quan chức Trung Quốc có liên hệ tới những cáo buộc vi phạm nhân quyền. Hàng ngàn người biểu tình trong ngày kỷ niệm thống nhất nước Đức. Hàng ngàn người biểu tình cực hữu tập trung phía trước nhà ga xe lửa chính ở Berlin và sau đó diễn hành qua trung tâm thành phố trong ngày kỷ niệm tái thống nhất nước Đức vào hôm thứ Tư.
cầm quốc kỳ hô các khẩu hiệu bài di dân và yêu cầu Thủ tướng Angela Merkel từ chức. Ở trung tâm Berlin gần đó, một lượng người tương tự tham gia cuộc biểu tình phản đối, hô khẩu hiệu Nazi cút đi. Một cuộc biểu tình chống phân biệt chủng tộc lớn cũng được tổ chức ở thành phố Munich ở miền nam nước Đức. Quyết định của bà Merkel vào năm 2015 tiếp nhận hơn 1 triệu di dân và người tị nạn, đa số là người Hồi giáo chạy trốn xung đột ở Trung Đông, gây chia rẽ sâu sắc giữa dân chúng Đức, những người vào hôm 3 tháng 10 kỷ niệm ngày thống nhất nước Đức, một ngày vào hồi năm 1990 khi sự chia rẽ 4 thập niên giữa miền Đông Cộng sản và miền Tây tư bản chủ nghĩa kết thúc. Người biểu tình cực hữu hô khẩu hiệu "Chúng ta là nhân dân", khẩu hiệu người biểu tình Đông Đức sử dụng cách đây 29 năm để phản đối chính quyền Cộng sản trong các cuộc biểu tình, mà đỉnh điểm là bức tường Berlin sụp đổ và tái thống nhất. Làn sóng bài di dân và sự ủng hộ các đảng cực hữu như Alternative for Germany ngày càng mạnh ở miền Đông, nơi mức sống tiếp tục thua xa ở miền Tây bất chấp nhiều thập niên đầu tư công với quy mô lớn. Căng thẳng ở miền Đông ngày càng tăng cao, đặc biệt kể từ sau vụ hai di dân từ Trung Đông đâm chết một người Đức vào hồi tháng 8, dẫn đến nhiều tuần biểu tình phản đối. Tòa Bạch Ốc đã nhận được báo cáo của FBI về cáo buộc tấn công tình dục nhắm vào ông Kavanaugh và đã chuyển báo cáo này cho Thượng viện. Tờ Wall Street Journal dẫn hai nguồn tin quen thuộc với vụ việc nói rằng Tòa Bạch Ốc không thấy có thông tin mới nào ở trong báo cáo khả dĩ có thể củng cố được những cáo buộc chống lại ông Brett Kavanaugh. Thượng nghị sĩ Chuck Grassley là người đứng đầu của Ủy ban Tư pháp Thượng viện đã viết ở trên Twitter rằng ông và thành viên cao cấp nhất ở bên Đảng Dân Chủ đã đồng ý để cho các nghị sĩ thay phiên nhau nghiên cứu nội dung của bản báo cáo. Cơ quan điều tra FBI gửi bản báo cáo cho Tòa Bạch Ốc và Thượng viện vài giờ sau khi thủ lãnh của khối đa số tại Thượng viện là ông Mitch McConnell đề ra những bước đi vào đêm thứ Tư, tức là đêm hôm qua mùng 3 tháng 10, để xúc tiến thủ tục biểu quyết hầu chuẩn thuận ứng viên vào ngày thứ Sáu, ngày mùng 5 tháng 10, tức là ngày mai. Ông McConnell đã đệ trình kiến nghị cho một cuộc biểu quyết đặc biệt theo quy định của Thượng viện. Nếu như kiến nghị của ông được chấp thuận thì cuộc tranh luận sẽ được giới hạn ở trong vòng 30 giờ trước cuộc biểu quyết để chuẩn thuận cho ứng viên Brett Kavanaugh. Báo cáo của FBI là tài liệu riêng tư và chỉ có các thượng nghị sĩ mới được phép tiếp cận báo cáo này. Họ phải đọc tài liệu đó trong một căn phòng đặc biệt được bảo vệ an ninh ở Điện Capitol. Hiện nay chưa rõ liệu rằng báo cáo này sẽ có được công bố cho công chúng xem hay không. Và sau đây xin mời quý vị theo dõi một vài thông tin thương mại. Chúng tôi sẽ trở lại trong giây lát.